Em chào tất cả các bác ạ. Bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Các bác lấy vật tư như là vỏ thông này, phân thuốc, chậu móc đủ 200.000 thì bên em bao ship. Ở nay em có thêm về có về thêm địa lan Mạc Xuân. Ở đây là hàng đang nụ để các bác chơi Tết ạ. Ở địa lan Mạc Xuân thì là một trong những dòng địa lan mà được các bác yêu thích, rất là yêu thích, bởi vì thứ nhất là mùi hương của nó các bác ạ. Nó nở vào đúng dịp Tết và nó có mùi hương rất là thơm. Nó thơm như mùi hoa, mùi thơm của nó thì thơm như mùi hoa hồng, nhưng mà cái độ thơm của nó thì phải gấp mấy lần hoa hồng luôn. Ví dụ vườn các bác chỉ cần có một chậu nở hoa thôi thì nó đã ngát hương cả khu vườn nhà các bác rồi. Cái này thì em bán là 90.000 một cân các bác ạ. Em bao ship đơn hàng từ 2 cân. Đây này có bắt đầu lên nụ rồi. Năm nào đều có nụ này là em nhổ bán hết rồi, em không để. Đây là một dòng rất là dễ trồng các bạn, rất là dễ trồng, dễ thuần. Các bác cũng có thể trồng bằng đất không thì nó vẫn lên được. Thì bác trồng đến tầm khoảng mùa thu ấy, tầm khoảng qua mùa hè, bước vào đầu thu thì các bác, nhà các bác mà có cho bếp ấy, các bác bón cho nó một ít thì nó sẽ rất sai hoa. Không thì mình bón thêm kali cũng được. Mình không có cho bếp, mình bón thêm kali thì cây nó rất là sai bông. Thực ra thì cây càng to thì nó sẽ càng thì cần hoa nó to, và cần hoa to này cao và nó cũng bông rất là to. Đấy, em vẫn bán là 90.000 một cân thôi nhá. Địa lan Mạc Xuân 90.000 một cân. Hầu như là có nụ hết rồi ạ. Đây là địa lan các bạn. Lan kiếm thì nhà em ở vườn trong thì còn, nhưng mà đang ở ngoài thì không còn nhiều. Em có Minh Tuyết ạ. Minh Lan kiếm thì em có Minh Tuyết. Minh Tuyết cái này thì 170.000 một mẹ một con. Ở hai thân ạ. Tức là đây một mẹ này đẻ ra con kia cũng thành thân tơ rồi ạ. Đấy, thì là 170.000 để các bác trồng sưu tầm chơi. Đây là địa lan các bạn ạ. Còn chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ này. Mẫu chậu đen, cái này là mẫu chậu đen phi 25. Mẫu chậu này thì là 10.000 một cái các bác. Cái này thì chậu các bác sang xuân các bác tách kiếm thì các bác dùng chậu này thì rất là hợp lý. Còn những cái mẫu chậu khác, chậu gỗ các bạn, chậu gỗ thì nhà em, chậu gỗ thì nhà em có, hiện tại đang ở nhà em ấy. Hiện tại đang ở nhà em thì đang có hai cái bí 25 và 6 cái bí 30. Đấy, hai chậu 25 thì là 45.000 một cái, còn chậu chậu 30 là 55.000. Thì các bác lấy kèm những cái vật tư khác như là những cái vật tư khác mà đủ 200 thì bên em vẫn bao ship. Ví dụ các bác lấy 1 2 cái chậu gỗ cũng được. Các bác lấy 1 2 cái chậu gỗ thì lấy kèm những vật tư khác đủ 200.000 em vẫn bao ship. Còn nếu mà các bác mà lấy chậu gỗ không mà đơn từ 10 chiếc ấy thì em sẽ gửi thẳng từ bên xưởng đi luôn. Thì lấy từ 10 chiếc thì sẽ được bao ship ạ. Còn ở bên xưởng thì sẽ có cả mẫu sen và mẫu bí. Đây là mẫu bí ạ. Còn mẫu sen ở bên xưởng thì sẽ có cả mẫu sen, mẫu bí và có đủ size các bạn, đủ size từ 20, 25, 30, 35 và 40. Thì giá của nó sẽ là 40 này, 45 này, 55 này. 70, 80. Đấy. Đây là chậu gỗ nhãn. Chậu nhựa thì nhà em vẫn có 3 loại này. Chậu nhựa thì có mẫu sen, mẫu sen, mẫu bí và mẫu nan thẳng này. Thì nhà em vẫn có đầy đủ. Thì đây là mẫu chậu nhựa HD. Chậu nhựa HD, mẫu chậu sen này, mẫu chậu sen có phi 20, 25 và 30. Thì giá của nó sẽ là 10.000, 13.000 và 21.000. Còn mẫu chậu bí ạ, mẫu chậu bí sẽ là phi 20, 10.000, phi 25, 12.000 và phi 30 là 16.000 một cái. Đây mẫu nan thẳng đây. Mẫu nan thẳng đây cũng là nhựa HD nhưng mà nó mỏng hơn các bạn. Thanh nó không được dày như là mẫu sen và mẫu bí. Đấy, giá cả của nó cũng rẻ hơn. Đây là mẫu phi 25 này. Phi 25 đo thực tế là được 23. Cái này thì là 10, cái này là 7.500 đồng một cái. Còn mẫu chậu 30. Mẫu chậu 30 thì là 11.000 một cái ạ. Vỏ thông thì nhà em vẫn có các bác nhé, vỏ thông này. Vỏ thông vẫn có đầy đủ này. Số 1 chủ yếu là để giải mặt thôi các bạn. Cái này 10.000 một cân.
Số 2 là 16.000, số 2 thì vỏ nó khá là mỏng và hầu như nó không mài cạnh được. Cái này là 16.000 một cân. Còn số 3 thì vỏ nó dày và mài cạnh khá là đẹp. Cái này là 17.000 một cân. Phân dê là 15.000 ạ, còn phân trâu là 18.000. Cái túi lưới lót chậu thì nhà em có hai loại. Loại bé và loại to này. Các bác mà chậu từ phi 25 trở xuống thì lấy loại bé này, còn từ phi 30 trở lên thì các bác dùng loại lót to này. Thì cái lót chậu này thì 10.000 một lạng. Cái loại bé này 10.000 nó sẽ được 14 cái, còn loại to này 10.000 nó được 10 cái ạ. Đây là lưới. Lưới đài. Lưới đài nhà em thì là của hãng, lưới đài nhà em là lưới đài diệt kim của hãng Cao Sung các bạn, hàng nhập khẩu không phải hàng liên doanh. Cái này thì nhà em có khổ 2m này, khổ 3m và khổ 4m. Thì khổ 2m thì là 28.000, khổ 3m là 40.000, còn khổ 4m là 55.000. Để chiều dài của chiều dài thì các bác lấy bao nhiêu thì em cắt bấy nhiêu, tại vì đây nó là một cái cuộn của nó dài 30m cơ. Các bác lấy cả cuộn thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Thì màu có màu xanh và màu đen ạ. Màu xanh thì có khổ 3m và khổ 4m, còn màu đen thì có tất cả ba khổ luôn. Về phân thuốc ạ, phân thuốc mùa này thì em có dưỡng hoa này, dưỡng hoa lâu tàn. Cái này thì là 25.000 một lọ. Các bác trồng hoa Tết thì các bác phun thêm cái dưỡng hoa này thì nó sẽ giúp hoa bền màu này, tươi lâu và lâu tàn. Để 25.000. Nano đồng ạ, vừa chống rét cho cây vừa tác dụng với một số bệnh như là thán thư này rồi rỉ sắt. Một cái này là 30.000 một lọ. Còn Anvin trị lốm lá rỉ sắt này, cái này là 40.000. Mùa này thì em nghĩ là các bác nên có lọ Anvin ở trong, tại vì trong nhà, bởi vì mùa này nó khí hậu nó lạnh này, với cả nó ẩm, độ ẩm của nó, sương mù nữa, nó rất hay làm cho lá kiếm của mình rất hay bị rỉ sắt. Thì các bác bôi trực tiếp hoặc là phun phòng luôn. Bencona thì diệt nấm mốc rong rêu vi khuẩn này, cái này các bác dùng để trị diệt rong rêu nó bám ở trên lá cây ấy, thì rất là hiệu quả, pha phun rất là hiệu quả. Ngoài ra thì cũng có thể dùng để xử lý giá thể này. Ngoài Bencona thì em còn nấm chicho đờm ma thì để xử lý giá thể ạ. Phân Zinan thì nhà em có cho cây con, cây trưởng thành và cây ra hoa. Cây ra hoa thì nhà em còn một lọ đấy, 25.000. Còn cây trưởng thành và cây con, cây trưởng thành này, cây trưởng thành và cây con, đây là lọ 25.000, 150g. Còn lọ to 150, lọ to này thì là 1,25kg. Thì lọ này nó có giá là 170.000. Đậy bê một thái là 25.000 này. Lọ 100ml này. Dây buộc lan 40.000, cái này cuộn to các bạn. Siêu mập ki là 65.000 ạ. Siêu mập ki. Bio đốt ạ, kích rễ bio đốt cái này là 45.000. N3M là 25.000 ạ. Đấy, ngoài ra thì còn có một số phân thuốc khác nữa, thì các bác mà cần loại nào thì các bác liên hệ em. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác nào cần ghim ki thì các bác lấy hàng các bác cứ báo em nhé, thì em sẽ gửi kèm cho. Cái này là cho ạ, tại vì bán mãi không được cho nên là cho thôi. Thì các bác cần thì các bác cứ lấy hàng nhà em, các bác thì nhắn bảo cho kèm một ít ghim ki vào thì em sẽ gửi cho các bác. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Các bác mà cần những cái vật tư nào hoặc là các bác yêu thích muốn trồng địa lan mặc xuân chơi Tết thì các bác liên hệ em. Em sẽ gửi hàng cho các bác ạ. Em cảm ơn tất cả bạn bác.